Chị không phải chị không phải để chị tay, bọn em bỏ ra. Này bọn em chị chả làm gì vào việc khác cả. Hết sức bình tĩnh. Người phụ nữ đã có những lời lẽ vô cùng lộng ngôn với lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Tối qua tại khu vực nội thành Hà Nội đã diễn ra sự việc một cặp vợ chồng điều khiển xe ô tô tham gia giao thông. Khi lực lượng chức năng yêu cầu anh chị dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn thì cho thấy nồng độ cồn trong khí thở của lái xe vượt quá mức cho phép. Ngay lập tức chị vợ đã sử dụng võ mồm và những lý lẽ trả đâu với lực lượng chức năng. Các anh thấy người giàu có định ăn cướp à? Bọn tôi giàu có buổi đêm đi chơi hưởng thụ, chỉ có các anh mới phải đi làm việc. Chúng tôi vừa ăn cơm xong lên xe đi chơi, tự nhiên có quyền gì dừng xe chúng tôi lại kiểm tra. Các anh bỏ bộ quần áo này ra thì cũng chỉ là nông dân thôi. Người phụ nữ gây mất trật tự công cộng mặc dù đã được mời rời khỏi khu vực làm việc của lực lượng chức năng. Quay cái đéo thì mà quay, sao mày vô lý đấy, cứ nhau vào vợ chồng người ta đấy, vợ chồng ta giàu có cướp à? Quay đây. Này, nhìn lại, chúng ta chỉ đi làm thuê buổi đêm thôi, người ta hưởng thụ, người ta được đi buổi đêm đây này. Dùng thế. Tôi không làm gì sai, tôi không được phải ra ngoài hết. Bắt cả công dân được vào trong này.